khi mà cây nó trưởng thành và nó ra hoa vào mùa hè đấy, thì đây chính là cái lúc mà cái dinh dưỡng nó cái củ sâm nó đạt mức độ là tích cái dinh dưỡng nhiều nhất. Thì đây chính là cái thời điểm mà tôi khai thác, là sẽ khai thác suốt từ cuối xuân cho đến giữa thu đấy, thì lúc đấy là cái thời điểm mà khai thác rộ đằng sâm. Và tôi suốt mấy tháng trời là tôi chỉ có tập trung là khai thác và sấy đằng sâm thôi, ngoài cái việc là phục vụ anh em mà dùng tươi. Đó, dùng tươi để ngâm rượu hoặc là để ngâm mật ong hoặc chế biến theo ý thích của mình thôi. Đó, thì tôi là chủ yếu tập trung vào sấy khô để ngoài cái phục vụ các cái nhà thuốc này, một số công ty mà sản xuất thực phẩm chức năng, và còn lại là chủ yếu là vẫn là phục vụ các anh chị em, các khách hàng mà người ta biết đến hàng chục năm nay rồi và người ta vẫn sử dụng, người ta lấy về để làm thuốc này, rồi là bồi bổ này, nấu ăn này, sắc nước này, ngâm rượu, ngâm mật ong, vân vân. Đấy. Thì cái đảng sâm sấy khô này thì nó rất là tiện. Đấy. Thực ra là cái trong cái đảng sâm nó rất là nhiều nước và sấy rất là mất công, rất là tốn điện, mất nhiều công sức. Ví dụ như một tấn đảng sâm này sấy ra chỉ được có tạ rưỡi cái đảng sâm khô này thôi. Đấy, tức là máy chạy, điện chạy nó phải bốc hơi mất mấy trăm lít nước, hàng 850 lít nước chẳng hạn. Thế rất là tốn điện, rất là mất công, mất sức, cho nên là không ai muốn đi sấy khô này làm gì cả, mà chỉ muốn là bán tươi luôn thì thôi. Nhưng mà thực ra là cái khô này mình sẽ bảo quản nó dễ hơn này, rồi là nó gọn hơn, rồi là mình dùng được lâu dài đều hơn. Đấy, nên là tôi vẫn phải sấy là vì thế. Bây giờ có cái TikTok shop gửi rất là tiện ấy, thì anh chị thích dùng thì cứ đặt hàng ở trên TikTok shop ấy. Đấy, chỉ nhoáng cái là đã có ngay để mình dùng hàng ngày nhá. Yeah.